Mình treo cả con dê ở đây là khách có nhu cầu thích ăn phần nào là mình cắt ngay phần đấy, lọc luôn tại chỗ luôn. Phở bát đá. Phở bò bát đá này, em nghe rồi. Phở bò thì nói làm gì, nó đơn thuần quá. Đây là phở dê bát đá. Phở dê bát đá, phở dê bát đá thì lần đầu tiên em nghe nhưng mà. Cho em bát đặc biệt đi. Dạ vâng ạ. Cho anh bát đặc biệt nhé. Dạ vâng ạ. Hai bát đặc biệt 108 đúng không? Xẻo luôn cái đùi à, hả anh bếp về. À dạ vâng anh. Anh cho em bát em cái phần nó bắp bắp nhanh nhá. Đây, bắp đây. Đó. Tức là chỉ đặc biệt mới có thịt không. Như này đúng không em? Ví dụ như là phở dê bình thường thì là cũng là lấy thịt này để làm thịt dê nhúng. Cũng là lấy cái này, còn đặc biệt thì nó chỉ là thêm nhiều thứ hơn. Ví dụ là thêm tim, thêm chút đuôi hoặc là chút mọc làm từ dê ra thôi. Mọc. Vâng, mọc làm từ dê. Mọc là mộc nhĩ làm hương, thịt dê xay ấy, từ đây đúng không? Vâng, đúng rồi, xay ra, mình xay ra xong mình viên là làm thành mọc. Đây là mình sẽ cho thêm 3 viên mọc ở đây nữa. Mọc này là mình xay thịt dê lên. Toàn bộ là thịt dê hết. Mình xay thịt dê lên. Và thêm 3 phần đuôi nữa. Đuôi này là mình hầm cùng với cả vị thuốc bắc. Và nhiều gia vị khác để nó được một cái ngon. Ăn nó ngậy bùi. Còn đây là phần thịt chín. Toàn bộ là đều là thịt dê hết. Thịt chín phần này anh lấy ra bằng các cái nạm à? Dạ vâng. Còn đây là tim, đấy, tim con dê đây. Đây là dê, nhà mình là toàn là dê đực tơ nên tim cũng rất là nhỏ luôn. Ăn thế này bổ dưỡng quá. Này là mình sẽ để bánh phở. Em ơi bê cái này ra cho anh đi, xong vào bê đá ra đấy. Cái này là coi như là mình xong một phần đặc biệt. Bê ra mời các anh. Khi đủ độ nóng nó lên tận 300 độ C cơ. Đó, ví dụ như bát này chưa được nó chưa sủi, bát này được là sủi rồi. Đó. Ok. Bê đi em ơi. Đấy. Em ơi ăn luôn thôi, nhúng luôn. Kiểu đi anh. Phở dê bát đá là đầu tiên mình mới được ăn đây. Em nhúng những cái thịt tái trước em ạ. Em biết rồi anh ạ. Đây, cho thịt dê tái vào đây. Giá đỗ. Ờ cái này phải có bát con chứ em nhỉ? Không cần nói anh ơi. Ăn trực tiếp vào đây à? Vâng. Có khi là bát nước dùng này, nóng kinh khủng khiếp luôn. Dê ấy, thực ra là người ta ăn được tái nhá quý vị nhá. Xèo xèo, hai xèo là được rồi. Anh ở chấm cả chao nữa kìa, anh có biết hai đây là hai gì không? Đây là chao với cả tương đấy. Ừ, chao với tương. Ông Dũng cái gì không biết nhỉ? Em hay nhậu nhiều mà. Ôi anh nhậu thịt dê suốt ngày mà anh không biết chao à? Dê chao ngon lắm đây quý vị ơi. Ăn thì nó hơi hồng hồng rồi này. Nó mới là ngọt. Mình chấm thử chao trước xem nào. Dê này là cùng họ với cả bò nên nó làm thì giấm tỏi và là ok nhất đấy. Nào thử miếng mát xem nào. Uầy. Ngon. Ngon cực kỳ quá. Anh thử cái miếng tái này. Anh nhúng vào, anh cho lên luôn. Nó mới ngon. Mình mời quý vị nhé. Tuyệt vời quý vị ạ. Ngon lắm mọi người. Ngon mà anh. Thịt rất là mềm. Ăn ngon ngọt. Đặc biệt chấm với lại tương nữa. Em thích chấm chao hơn quý vị ạ. Mình thích chấm chao hơn, nhưng mà mình thích nhúng cái thịt nó nhúng lên nhúng xuống, gọi là tái nhúng thôi ấy. Ăn cho nó ngọt. Phở em không ăn rau sống bao giờ. Anh thì tận dụng luôn, phải có chút chất xơ ăn cho nó đảm bảo tiêu hóa. Đây quý vị này, phần đuôi dê em ăn chưa? Em chưa, em có đuôi rồi không anh? Đây đuôi này. Xin mời quý vị nhé. Chao ở đây nhá, bật mì với quý vị nhá, cực kỳ ngon luôn. Chao được làm từ đậu phụ. Xong người ta chưa cho thêm gia vị, gia giảm gì vào nữa thì mình chịu. Nhà nó là một cái tinh quyết của nhà hàng mà. Nhưng mà thực sự quán phở dây này rất ngon. Phần đuôi rất là thơm, vị thuốc bắc em ạ. Rồi, ngon. Cái bánh phở đây cũng rất là độc đáo mà. Như là như em thấy là thái tay ấy nào. Ừ, thái tay mà. Chứ ra không thái máy. Em biết lý do tại sao họ lại dùng cái bánh phở mà thái tay. Rồi, thái tay này thì
em mới cảm thấy là nhìn trông nó ngon hơn đấy. Máy thì nó có sợi nào nó cũng như sợi đấy, và thái tay này như là nó giòn hơn, rất đặc sắc em ạ, ngon lắm. À còn tim nữa này, ôi bia tim nhá, anh tranh thủ nước còn đang sôi đúng luôn rồi. Những cái phần thịt sống ấy em nhúng hết vào trước đi. Không, các bạn em thích ăn kiểu nó tái tái hồng hồng thôi, chứ nhúng trước vào thì nó lại thành luộc mất rồi đấy. Giờ em thì em thích ăn kiểu tái tái hồng hồng rồi này. Bây giờ cái bát này được lúc ấy anh đầu bếp anh bảo là 300 độ C mà anh. 300 độ C thì em nói mà anh virus nào sống được nữa. Đấy, vị này tái hồng nhá. Quá ngon. Và anh Duy anh mời món cũng sâu quên nó hết đấy, quên sâu ấy. À, món tái tái là mình thích. Mọc thực sự ăn rất là khác biệt em ạ. Khác biệt mà anh. À, các cái mọc tí này nó độ ngọt, độ thơm rất là sắc. Sắc hơn so với lại cái mọc mà anh em mình hay ăn. Thịt lợn đúng không anh? Dũng này, tim dê của anh nó đã chín rồi này. Chín quá anh ơi, ăn chín, ăn anh cẩn thận quá, ăn chín đấy là chín quá. Okay. Chắc cái dê này người ta ăn tái được mà anh, tái chanh nó chứ. Nhà hàng mà nó để kiểu rúng này ấy, kiểu ăn rúng này thì mình nên thử nghe mình nhá, ăn tái ấy, ngon cực. Ăn ấy thẩm được luôn cái vị của nó. Hành tây. À, nước ngon lắm các bạn. Nhúng bao thứ vào ngon nhỉ. Anh cho ít tấm mà nữa là vừa rồi. Như một nồi lẩu con ấy quý vị ạ. Mình cứ bụp hết thịt trước và mình mới bắt đầu đến phở sau. Lúc đấy phở bắt đầu là nó nhúng, phở bắt đầu là nó quyện hết cả các cái nước ngọt của các thịt nhúng này rồi. Ôi. Dũng này toàn trêu ngươi anh em sao nhỉ? Phần ngon nó để cuối. Đuôi này thì người ta luộc sẵn rồi, người ta hầm với cả thuốc bắc sẵn rồi để mình chín rồi nên mình cứ để cuối hiểu không? Nó cuối nồi nó mới đậm, thế cuối nồi nó mới ngon. Thấy còn thèm. Vậy là anh Duy anh hết cả đĩa luôn. Không, anh nhúng vào để cho nó nóng. Em xong ăn phở đi. Dạ. Bên giá đỗ đi. anh Duy đang bảo tôi ăn phở với giá đỗ. Em được phở em ăn được giá với cả anh thì ấy. Bất ngờ với em ấy, một bát to như thế mà em ăn hết luôn là ngon thật mà anh, thực sự luôn. Quý vị thấy hôm nay phở dê là thực sự hôm nay mình rất hài lòng, ngon, công nhận, cực kỳ ngon luôn. Ăn xong về thì tháo hồ nhá quý vị nhá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tháo hồ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.